Lên các bạn. Bây giờ mình mới bước vào cao tốc Hải Phòng Hà Nội các bạn. Để lần đầu tiên mình trải nghiệm cái cao tốc của miền Bắc so với cao tốc ở miền Nam các bạn. Này mới là bán vé trước hay là bán vé sau đây? Đây có. Xong bước đi qua kia đi. Đây là nhấn nút. À, nhấn nút đợi một chút, nhấn nút là nó ra nè. Đây nhấn nút dữ. Cho con nhúng nước đi bố. Cho con nhúng nước. Quét thẻ, ủa đâu có thẻ ta? À đây, thật quá. Bỏ nút là có thẻ liền nha bố. Ừ, nút có thẻ hả bố? Ừ. Ừ, cái này hiện đại ghê. Đây là máy. Ôn nước. Ồ, cái cao tốc này hay. Nó có cái này nè các bạn. Nhấn nút nó ra thẻ các bạn. Nhấn nút nó ra thẻ nè. À, nhấn nút ra thẻ nè, chứ nó không có người đưa giống như trong cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong Việt Nam các bạn. Nhấn nút ra thẻ. 200m nữa đi bên trái tại ngã ba để đi tiếp về hướng đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng quốc lộ 5B. Rồi bây giờ mình đã bước vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi các bạn. Nhấn nút ra thẻ đi. Đi bên trái tại ngã ba. Bên trái. Rồi thẳng theo quốc lộ đến đi Hải Phòng và Bắc Ninh Hà Nội các bạn. Đấy, trải nghiệm lần đầu tiên đích thân mình lái xe để trải nghiệm cái cao tốc của Hải Phòng Hà Nội các bạn. Đau đầu quá. Đang trên vòng trên gọi là vòng xoay cầu dẫn thôi chứ chưa vô cao tốc hẳn các bạn. Để bật qua chế độ này thì nó to gom hình lên hơn rồi. Rồi bật chế độ này đi cho một ok. Rồi bước vô rồi các bạn, bước vô cao tốc. Hoành tá tràng ghê nha, phải công nhận là cao tốc của miền Bắc nó đã ghê thật. Đã thật sự luôn các bạn, xuống ghê luôn các bạn. Cái cao tốc này của miền Bắc nhìn sướng thật chứ. 600m nữa nhập vào đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng quốc lộ 5B. 600m nữa bắt đầu mới nhập vô các bạn, giờ chưa nhập vô. Để chế độ to ra thì nó coi cái góc nó rộng hơn hả? Trong rộng hơn. Mình có cam hành trình, mình đang quay bằng điện thoại nha các bạn, mình gắn trên cái giá đỡ nha. Hơi rung nhưng mà nếu mà tại vì mình không có thời gian bị bóc từ cái cam trên máy ảnh camera hành trình ra nên thôi kệ, mình bóc trực tiếp từ điện thoại luôn. Đi tiếp quốc lộ 5B 19 km nữa. 19 km nữa. Rồi tới đây tối thiểu 80. Làn ngoài hay làn ngoài tối thiểu 80, tối đa 120 nha các bạn. Nó đây là tới 4 làn luôn nha các bạn, là nó hơn luôn cả một hơn so với các cao tốc của Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nha các bạn. À, cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nó chỉ có 3 làn thôi, có nghĩa là 2 làn ngoài và 1 làn trong cùng. Còn ở đây là lên tới 4 làn luôn các bạn. Thì cho những cái phương tiện mà đi chậm á, nó vẫn có thể đi làn áp sát cái làn khẩn cấp nha các bạn. Ok, mình đang ở trên cao tốc Hải Phòng Hà Nội nha các bạn. Con nhớ vịnh chắc nha, xin bố và thắng gấp nha. Quá tuyệt vời, đẹp ghê luôn. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái cao tốc của hiện đại của miền Bắc các bạn. Mình đang chạy tốc độ 101 đến 120 các bạn, nhưng mà chắc mình chạy 101 thôi. Mình có thể đi làn giữa này đi. Đi làn giữa này đi ha. Ok, đi làn giữa này đi. Quá đẹp. Bầu trời trong xanh ngắt luôn. Đã ghê. Bên trong là quay bên trong các bạn xem nào.
trên cao tốc thì nó không có bán đồ ăn uống gì hết á, nên chắc xuống tới Hà Nội mình ăn gì đã rồi đi tiếp ha, hay sao ta, chưa biết nữa, để mình coi tổng thời gian bao nhiêu nữa, còn chạy tới 5 tiếng mấy nữa mà, 5 tiếng mấy thì chắc là xuống tới cao tốc chỗ Hà Nội ăn uống gì đã, ăn xong đi tiếp. Cao tốc hiện đại mình thấy là nó còn ngon hơn, lành hơn cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trạm thu phí Vành Đai 3 Mỹ Đình. Đi tiếp luôn.